Dạ vâng, em là Vườn Lan Linh My ạ. Em xin được kính chào toàn thể các bác nhé. Phim buổi tối nay ngày hôm nay thì nhà em có những cái đơn hàng hoàng nhạn tháng 4 để phục vụ cho các bác nhà mình. Xin mời toàn thể các bác nhà mình ở lại buổi video ngày hôm nay. Mình xem đến cuối video để lựa chọn những đơn hàng với cái giá cả thì hợp lý thôi. Để các bác nhà mình lựa chọn những đơn hàng yêu thích, siêu tầm các bác nhé. Sắp tới thì đang là chuẩn bị đến mùa hoàng nhạn rồi. Còn đây là em bán hoàng nhạn thì thực sự ra là hầu như là cây nó chưa sổ hoa các bác ạ. Nên là em chưa dám bán nó là tháng 8 hay tháng 4. Thì có những cây thì nó sẽ là tháng 8 hay những cây tháng 4. Nhưng mà với cái giá trị thì em sẽ bán là giá trị của cây hoàng nhạn tháng 4 thôi nha các bác nhá. Cùng mời các bác xem đơn đầu tiên này. Anh giới thiệu cho các bác đi anh. Đây là đơn nhạn số 20 các bác ạ. Mày các bác ký hiệu là từ số 20 giúp em nhé. Thì ở trên đây thì em có tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Cả to cả nhỏ, 4 cây to và 3 cây nhỏ các bác nhé. Đây ạ. Tất cả đều là hàng lá mít và lá xếp. Đây như con này bạn, lá cũng rất là to này. Đây. Con này nữa này. Con này xếp rụt đẹp này. Con này này. Con này xếp rụt đẹp này. Con này xếp rụt này. Mít rụt này. Thì đơn này em chia sẻ với các bác là 350.000 các bác nhé. Cho đơn nhạn số 20 ạ. 350.000 đồng. Dạ vâng, hoàng nhạn thì cũng như những ngày trước em có bán thì có nói qua với các bác là đây là những đơn hàng nhạn thuần ở trên những cái phần gỗ các bác nhé. Còn cái phần chậu này là các em mới vừa gọi là đặt vào đây. Cho các bác nhà mình về là mình chỉ sẵn treo lên mình chơi thôi. Không phải mất thời gian đi mua chậu hay phải làm gì nữa nha các bác nhé. Còn nhạn thì là nhạn thuần ở trên các cái phần gỗ này rồi ạ. Em lên đơn số 21 này. Đơn này thì bao gồm là 4, 5, 6, 6 cây các bác nhá. Đấy, em cứ đếm cả to cả nhỏ này. Như con này là 3 con to này. Con này lá cũng đã lắm này. Đây. Nó nở lá các bác ạ. Con bên này là xếp này. Đấy. Con này cũng xếp này. Con này xếp ngắn. Nhìn thế này thôi nhưng mà nó lại nhiều lá lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá các bác ạ. Cây đấy nó xếp rụt, nó ngắn lá nên là nó được nhiều cặp lá. Đơn này 280.000 đồng các bác nhé. Mã số? Mã số 21. 21 ạ. Mã số 22 ạ, 3 cây lá xếp này. Chỉ cần nhìn qua phát là các bác thấy ngay. Mã số 22 đúng không ạ? 22. 3 cây lá xếp và 3 cây nhỏ. Nhỏ ở trong này các bác này. Đấy, và 3 cây lá xếp ở ngoài. Chậu này thì em đặt thì cái hình dáng nó cũng khá là cân đối và đẹp các bác ạ. Đây, nó giống bông hoa hết nhỉ. Đơn này là 250.000 các bác nhá. 250 các bác nhá. Mã số đơn nhạc số 22 ạ. 22 ạ. Số 23. 23. 350.000 thì số lượng này thì số lượng cây nó được rất là nhiều các bác. 1 2 3 4 5 và cây nó rất là đều. Đấy, chỉ có cây này là hơi bé một chút thôi này. À 6 này. Còn đâu tất cả các cây còn lại thì nó đều nhau. Cây lá mít xếp rụt này các bác này. Đó, đây. Cây này cũng cây lá xếp này. Tất cả là hàng lá mít xếp hết. Có con này thì nó hơi con này cũng đẹp này. Con này cũng rất là đẹp các bác này. Đến cái chậu này thì hôm sau nó ra hoa thì nó rất là nhiều hoa. Rất thơm các bác ạ. Đơn nhạn số 23 350 các bác nhá. 350.000. Số 23 ạ. Số 24 ạ. 24 các bác ơi. 24 là 300 ạ. Đây các bác có một con khá là đẹp này. Một con này. Đấy, bên này cũng con này cũng đẹp này. Hai con này. 3 con này, 4 con và 5 con các bác nhá. 5 này, cái này hay, cái này bé này. Con này chỉ thìn theo kiểu dáng cong khá là hay. Con này thì các bác về mà chăm sóc mình cho ăn nắng ấy, thì cái lá này nó sẽ căng ra này. Cái này là nó đang bị úp lại, úp thìa. Đơn này 300 các bác ạ. 300.000 đồng cho đơn nhạn số 24 nhá. Số 24 các bác ạ. Ngoài ra thì em có một cái số lũa. Cái này là hàng em mới ghép rồi các bác ạ. Đấy, thì cũng phục vụ cái nhu cầu của các bác là có những bác là rất thích là hàng ghép lúa, đặc biệt là hàng hàng nhạn các bác ạ.
thì em có làm một số lũa ấy, như là như thế này đấy các bác. Thì giới thiệu bác đây là cái lũa số 25 này. Vâng, các cái lũa này thì em cũng xin được nói qua là những cái lũa các em tận dụng lại thôi, không phải lũa mới các bác nhá. Và các em cũng chỉ gọi như là tính giá tiền cây và tiền công một chút xíu thôi, không có tính giá tiền lũa. Không tính tiền đấy, lũa đâu, nên là cái này là cũng là tận dụng thôi. Thì các bác phục vụ cái nhu cầu là nhiều bác mình thích cái nhạn mà được ghép ở trên lũa, nhưng mà có thể là do cái khu vực các bác mình không tìm được những cái phần lũa này, hoặc là các bác mua cây về các bác lại phải đi mua lũa nữa thì nó cũng tốn kém thêm, đúng không ạ? Nên là nhà em thì có những cái lũa cũ thì em cũng tận dụng lại để ghép lên và phục vụ cho các bác. Nếu như các bác mà thấy đẹp thì các bác ủng hộ em nhá. Đây ạ. Mã số là 25 ạ. Bao gồm là 2, 4, 6 cây nhạn. 6 cây nhạn các bác ạ. Khá là đều các bác. Nè, phần lúa thì đang còn tốt các bác nhá. Rất là tốt luôn. Các bác không lùa mục nhá. Những cái đơn này thì mình gửi đi nó cũng rất là vừa các bác ạ. Dạ. Đơn này có giá là 450.000 đồng các bác nhá. Số 25 là 450.000 các bác ạ. Vì mình sử dụng cho cái hàng lũa thì cây của nó sẽ là to và đều hơn ấy. Nên là giá thì nó sẽ cao hơn so với hàng chậu. Tất cả đây. Cây đều phải chọn đấy các bác. Vâng, thì các bác cũng đã nhìn qua hình ảnh đây ạ. Đây như cây này, số lũa này này các bác này. 26 đấy. Em đã chọn hai cây to và một cây lá mít này. Một cây lá mít to này, đây cũng cây lá mít này. Đấy. Thì như cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cặp lá rồi các bác. Bên này chắc là cũng được 8 cặp. Đấy, hai cây to nhất các bác nhá. Lũa thì khá là chắc chắn. 1, 2, 3, 4. Đơn này thì chỉ có 5 cây thôi các bác ơi. Nhưng 5 mà cây khá là to. Những cái cây ngắn thì nó... là lá mít. Lá mít. Rất là đẹp. Rất là đẹp các bác ạ. 450 các bác nhá. 450 các bác nhá. 450 thôi. Nhận số 26. Vâng, nhận số 26 ạ, 450 ạ. Em còn 2 3 lũa nữa. Lũa này đi. Lũa này tuy bé nhưng mà bé hạt tiêu này các bác này. Em chỉ ghép có 3 cây thôi. Nhưng trời mà các bác nhìn một con này, một con đầu tiên này, trời ơi. Lá này chắc khoảng phải tầm 4 đến 5 cm đấy nhỉ. Không biết được, cái này chưa đo đâu các bác nhá. Đấy là nhà em chỉ áng chừng vậy thôi chứ không đến đâu. Làm gì lá nhạn mà 4 5 cm, lá nhạn thì nó chỉ được 4 cm đấy, 4 cm đấy. Căng thế cơ à? Ừ. Đây tiếp tục cây thứ hai này, cây thứ ba này các bác này. Đấy. Ba con này thì em ghép theo cái dáng là xếp tầng. Đơn này có giá là 250.000 đồng ạ. 250 các bác nhá. Nhạn số 27 ạ. Số 27 ạ. Em chưa dính ạ. Chưa, nãy em đi nó chưa dính được. Số 28. 28 thôi nhỉ. Số 28 đây à. Thế thì cái trên là 28. Đây cái này em mới bỏ ra mà. Thế cái này cũng được. Ủa, cái này đẹp chưa này. Này lũa khá là đẹp. Toàn bộ sử dụng các cây lá mít mập mạp đẹp cho các bác nhà mình. 2, 4, 5 cây. 5 cây. Đơn này là mấy trăm anh nhỉ? 450.000. 450.000 các bác nhá. Đơn này cũng là 450. Mã số 28 ạ. Cái này tùy em vào. Cũng phải làm sẵn móc cho các bác rồi đây này. Về các bác sẵn treo thôi nhá. Ngoài ra thì bác nào mà có nhu cầu mình ghép ấy, ghép theo ý muốn hoặc là mình ghép số lượng cây ấy, nhiều hơn ấy, có thể là liên hệ với nhà em nhá. Em sẽ làm cho các bác. Cái này thì nó xoay tròn này các bác này. Tức là hôm sau thì nó xả hoa thì bên nào cũng có hoa hết các bác nhá. Đây ở đây có một ít lan cốc áo này em mình bỏ vào này. Dạ. Trụ này là 6 cây à? 2, 4, 6 cây. 6 cây. Trụ này cũng lấy các bác là 450 thôi. Ừ, hay là cây phải hơn chứ. Hơn à, nhưng mà 6 cây đều mà. Thôi trụ này em lấy 500 nhá. Và nó nhiều hơn một cây và nó đều hơn. 450 gì tính các bác 450 thôi. Trụ này lấy 450 thôi. 450 các bác nhá. Số 29 các bác nhá. Số 29 ạ cũng 450.000. Trụ này thì các bác sẽ được nhiều hơn một cây đấy. Ừ, thế là nó xin lỗi cái trụ này quá. Trụ này hơn một cây. Dạ vâng, để em rất là cảm ơn toàn thể các bác nhé, đã luôn
bớt chút thời gian là đón xem video của nhà em. Thì nhà em vẫn có đai trâu rừng các bác nhá. Đai trâu rừng thì em vẫn bán kg, và cái hàng kg nhà em bán là 260.000 một kg các bác ạ. Nhưng cái quyền lợi của các bác là được nhà em là hàng chọn cho các bác nhá. Đấy, nhà em sẽ chọn hàng để gửi cho các bác, và cái số cây là nó là sẽ là từ 3 cho đến 6 cây cho 1 kg, 7 cây cho 1 kg các bác nhá. Đấy, các bác mua từ 2 kg trở lên thì nhà em sẽ bao ship, còn các bác mua 1 kg thì mình phải cộng thêm mất 31.000 tiền phí ship các bác ạ. Ở cây nhà em đây các bác này, khi các bác ghép lên chậu, lên trụ thì đều đẹp, và cây thì nó khỏe mạnh nên khi các bác trồng nó rất là dễ trồng các bác nhá. Chứ mình không nên so sánh cây cối, vì cây cối thì nó có những cái khác nhau. Đấy, có những bác mình so sánh hàng hơn 100.000 với hàng nhà em hơn 200.000 thì không hoàn toàn là không đúng nha các bác nhá. Mình phải dựa nên là cái cây hàng nó như thế nào. Nhà em thì cũng có bán cả hàng thậm chí có 100.000 một kg thôi các bác nhá. Hiện tại thì em đang bán là đai trâu rừng bóc trụ, giá là 260 kg. Và các bác mua từ 2 kg trở lên thì bên nhà em bao ship ạ. Số cây cho 1 kg là từ 3 cho đến 7 cây cho 1 kg các bác nhá. Mùa này các bác ghép đai trâu thì quá là ok rồi các bác ạ. Rồi, em cảm ơn toàn thể các bác và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video bán hàng tiếp theo ạ.